Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp người dân vùng nông thôn có được nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, năm 1992, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu triển khai xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn. Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng, nhiều công trình cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn đã xuống cấp trầm trọng, hư hỏng nặng, buộc phải ngưng hoạt động, gây lãng phí nguồn lực đầu tư và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở vùng nông thôn. Làm gì để quản lý tốt, phát huy hiệu quả của các công trình nước sinh hoạt tập trung, đó là vấn đề cần được quan tâm. Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở thôn Cần Reo, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng. Theo thiết kế, đây là cụm công trình cấp nước từ hệ thống giếng khoan phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 50 hộ dân ở địa phương. Tuy nhiên hiện nay, chỉ duy nhất có 2 hộ dân được sử dụng nước từ công trình này. Còn nguồn nước lại lấy từ nước tự chảy ở phía núi, do mạch nước ngầm của giếng khoan đã cạn và máy bơm nước cũng đã hỏng từ hơn 10 năm nay. Xây được chắc gần năm á, gần chắc 6-7 tháng gì đó, nhưng mà đưa bà con đi tiền xài thì không bà con không nộp tiền xài thì nhà nước phải cắt đi hư rồi thì bỏ rồi mình lấy nước từ lấy nước từ mình xài. Công trình lớn như thế này mà thời gian sử dụng không được bao nhiêu thì thực sự ra nó cũng rất là lãng phí. Về địa phương chúng tôi thì cũng rất là tiếc. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 252 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, bao gồm giếng khoan và công trình nước tự chảy. Trong số đó, có 18 công trình hoạt động kém hiệu quả và 53 công trình không còn hoạt động, chiếm tỷ lệ 21%. Đây là những gì còn sót lại của một công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở thôn Lộc Hòa, xã Đà Lây, huyện Đà Tẻ. Là hệ thống giếng khoan, nhưng vị trí xây dựng bể chứa và giếng khoan lại cách nhau hàng trăm mét. Sau nhiều lần máy bơm bị cháy, công trình được đầu tư với số tiền lên đến 400 triệu đồng đã bị bỏ không. Do nằm ở vị trí nguy hiểm nên bể chứa nước đã bị phá bỏ. Công trình hiện nay là xuống cấp và nó gây nguy hiểm đến cho các hộ dân sống gần công trình này. Thì vừa qua thì ban xã thì cũng đã triển khai việc thu hồi một số vật dụng còn lại của công trình để đưa về xã quản lý và cho tiến hành là tháo dỡ cái bể chứa nước. Tại vì là vào mùa mưa thì dễ gây sạt lở, nếu mà bể này sạt lở xuống thì nó ảnh hưởng đến một hộ dân rất nguy hiểm. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho 53 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở Lâm Đồng không còn hoạt động. Cũng do không còn bể chứa, mà giờ đây hệ thống giếng khoan ở thôn Lạch Đông, xã Hờ Thôn Hà, huyện Đức Trọng không thể nào thực hiện chức năng cấp nước. Và giếng khoan bị hỏng đã nằm lọt trong nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn. Thì bể thì trước khi làm hộ trưởng thôn thì trước đây đã đập bể rồi. Sao lại đập được? Đập bể vì không có đất để làm hộ trưởng thôn. Tình trạng sử dụng giếng khoan này thì 5 năm nay là không sử dụng được. Do công tác khảo sát không sát với thực tế, nên có những công trình dù chưa đưa vào hoạt động ngày nào cũng đã bị bỏ không. Theo thiết kế thì vị trí này sẽ được đấu nối để xây dựng bể chứa nước của công trình nước tự chảy ở thôn 10 xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà. Thế nhưng, vì một lý do đã được nhìn thấy trước, cuối cùng hạng mục này đã không thể thực hiện. Và công trình với tổng vốn đầu tư 2 tỷ 600 triệu đồng, dự kiến phục vụ nước sinh hoạt cho 150 hộ dân ở thôn 10 xã Tân Thanh, đã bỏ không từ năm 2010 cho đến tận bây giờ. Từ khi mà làm cái nguồn nước tự chảy ấy, thì lúc đó về cái đường ống cũng hư mà nguồn nước nó bẩn quá. Cho nên là những cái từ đấy về là không... chưa bà con chưa sử dụng được ngày nào hết. Cũng vì ô nhiễm nguồn nước mà hai công trình cấp nước tập trung cho người dân xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh đã không còn hoạt động và hoạt động thay đổi thiết kế. Ở công trình giếng khoan thì máy bơm nước đã bị hỏng, còn công trình nước tự chảy thì lại phải lấy nước từ một giếng khoan mới. Đa số các nước sinh hoạt trên địa bàn xã Đinh Trang Thượng thì đa số cũng đã xuống cấp. Trong đó nghiêm trọng nhất là cái nước sạch phục vụ cho 3 thôn, thôn 1 và thôn 2 và thôn 3.
Riêng nước sinh hoạt thôn 4, thôn 5, nước tự chảy thì trước đây cũng đã đầu tư trong thời gian rất là dài. Sau một thời gian sử dụng thì nguồn nước xung quanh cũng đã ô nhiễm nặng và người dân không tiếp tục sử dụng nữa. Về địa phương thì thật sự mà nói thì nguồn kinh phí để đầu tư cho cái nước sạch thì thật sự là không có. Như vậy, các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn xuống cấp, hư hỏng nặng và không thể tiếp tục hoạt động xuất phát từ những nguyên nhân. Ngoài ý thức trách nhiệm trong quá trình sử dụng, trong công tác quản lý vận hành, thì việc khảo sát không sát với thực tế và khó khăn trong việc tiếp cận với nguồn kinh phí duy tu sửa chữa là những nguyên nhân chính khiến các công trình cấp nước nông thôn phải ngừng hoạt động. Nếu mà cơ quan đơn vị tư vấn mà có cái tư làm hồ sơ thiết kế tư vấn cho nó kỹ và khảo sát nó đảm bảo á, thì tôi nghĩ rằng là cái hệ thống cung cấp nước sạch này nó sẽ phát huy được hiệu quả. Từ công trình của tỉnh giao về cho huyện thì hiện nay tỉnh cũng chưa giao kinh phí về cho huyện để đầu tư sửa chữa. Do đó nên huyện cũng chưa có đảm bảo nguồn kinh phí để cho duy trì những cái công trình nước sạch thường xuyên. Công tác quản lý vận hành sau đầu tư, đây là cái công tác quan trọng nhất để xác định được cái công trình nó hoạt động bền vững hay là kém hiệu quả. Thì ở đây là cái nguyên nhân chính dẫn đến cho cái nhiều công trình là hư hỏng, xuống cấp nhiều. Mà cái công tác quản lý đầu tư là cái nội dung mà cần phải được đẩy mạnh trong cái thời gian tới. Hiện nay việc quản lý các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn đã được bàn giao về cho Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Công cộng các huyện thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã quản lý. Việc khắc phục để đưa các công trình hoạt động trở lại là điều hết sức cần thiết. Nhưng những bài học rút ra từ việc xây dựng, quản lý vận hành các công trình nước sinh hoạt lại là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Như vậy là hiện nay tại tỉnh Lâm Đồng, rất nhiều công trình cấp nước sạch sinh hoạt nông thôn đã phải rơi vào tình trạng không thể sử dụng được. Ngoài sự lãng phí về nguồn lực đầu tư, kéo theo đó là rất nhiều hộ dân đã bị cắt đi quyền sử dụng nước sạch mà lẽ ra họ có quyền thụ hưởng. Để quản lý và vận hành các công trình nước sạch đạt hiệu quả cao, rất cần sự triển khai đồng bộ các giải pháp mà chúng tôi vừa đề cập.